Xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các em đã trở lại với kênh Tuấn Mạnh Toán. Hôm nay chúng ta sẽ giải phương trình bậc 4. Ta có x mũ 4 cộng cho x mũ 3 trừ cho 3m x bình cộng trừ cho 2m x cộng cho 2m bình bằng 0 với m là tham số. Với dạng toán này chúng ta sẽ tiến hành giải như sau. Đây sẽ tương đương cho 2m bình trừ cho, ta đặt m làm thừa số chung, trong còn 3x bình cộng cho 2x cộng cho x mũ 4 cộng cho x mũ 3 bằng 0. Với phương trình ban đầu là phương trình đối với ẩn x, bây giờ ta chuyển về phương trình bậc 2 đối với ẩn m. Ta có hệ số A sẽ bằng 2, B sẽ bằng trừ của 3x bình cộng 2x và hệ số C sẽ bằng x mũ 4 cộng x mũ 3. Đây ta có delta sẽ bằng B bình phương trừ 4AC. Hãy thay số vào ta được, delta sẽ bằng trừ của 3x bình cộng 2x tất cả bình phương trừ cho 4ac, 4a chia nhau 2c nhưng mà x mũ 4 cộng cho x mũ 3. Hay delta sẽ bằng bình phương mất dấu căn, mất dấu trừ, bình phương mất dấu trừ. Ta có 3x bình cộng cho 2x tất cả bình chỉ bằng 9x mũ 4 cộng cho 12x mũ 3 cộng cho 4x bình trừ cho 8x mũ 4 trừ cho 8x mũ 3. Hay delta sẽ bằng 9x mũ 4 trừ cho 8x mũ 4 chỉ còn x mũ 4 cộng cho 12x mũ 3 trừ cho 8x mũ 3 chỉ còn 4x mũ 3 cộng cho 4x bình. Hay delta sẽ bằng, ta đặt x bình làm thừa số chung, trong còn x bình cộng cho 4x cộng 4. Cái này chính là bằng x bình nhân cho x cộng 2 tất cả bình. Cái này lớn hơn 0 với mọi giá trị của x. Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đã có m 1 2 chính là bằng trừ b cộng trừ cho căn của delta chia cho 2A. Thế ta thay số vào ta được, m 1 2 chính là bằng trừ b chính bằng trừ của trừ trừ có trừ của 3x bình cộng cho 2x cộng trừ căn delta cộng trừ căn delta. Delta chính là bằng x bình nhân cho x cộng 2 tất cả bình phương. Chia cho 2a, chia cho 2 A ở đây, A ở đây chính bằng 2. Hay M1, 2 sẽ bằng số trừ, ví dụ trừ là hết, còn 3X bình cộng cho 2X cộng trừ
bình, chú bình hết, mất chú căn, hay ta cộng trừ x nhân nhớ x cộng 2 chia cho 4. Hay ta suy ra M1 sẽ bằng 3x bình cộng 2x cộng cho x bình cộng cho 2x chia cho 4. Và M2 sẽ bằng 3x bình cộng cho 2x trừ cho x bình trừ cho 2x chia cho 4. Hay M1 rút gọn ta được sẽ bằng 3x bình cộng x bình là 4x bình cộng 4x chia 4. Và M2 bằng 3x bình trừ x bình, thì còn M2 chia bằng 2x bình trừ là hết chia 4. Cái này chính là bằng x bình chia 2. Rút gọn ta được M1 chính là bằng x bình cộng x. Vậy với phương trình bậc 4 đối với ẩn x, để ta chuyển về phương trình bậc 2 đối với ẩn M, và ta tìm được M bằng M1 bằng x bình cộng x và M2 bằng x bình trên 2. Vậy ta tiếp tục với trường hợp 1 với M bằng x bình cộng x, ta được thì sẽ tương đương cho x bình cộng x trừ M bằng 0. Nghe phương trình bậc 2 đối với x, ta có hệ số A bằng 1, B sẽ bằng 1 và C sẽ bằng trừ M. Và x sẽ bằng trừ B cộng trừ căn của B bình trừ 4AC chia cho 2A. Hay thay số vào ta được x, cái này là x1, 2 sẽ bằng trừ B chỉ bằng trừ của 1 cộng trừ căn của B bình phương 1 bình phương trừ cho 4AC trừ cho 4. A chính là 1, C chính là trừ M chia cho 2A, A chia bằng 1. Hay x1, 2 sẽ bằng trừ 1 cộng trừ căn của 1 cộng cho 4M chia 2. Tiếp tục với trường hợp thứ hai. Với trường hợp thứ hai ta có M bằng x bình chia 2. Hay ta sẽ tương đương cho x bình bằng 2M. Hãy ta suy ra x sẽ bằng cộng trừ căn của 2M. Đây là x1, x3 và x4. Vậy kết luận, vậy phương trình x mũ 4 cộng cho x mũ 3 trừ cho 3m x bình trừ cho 2m x cộng cho 2m bình bằng 0 có nghiệm x1 sẽ bằng trừ 1 cộng cho căn của 1 cộng cho
4m chia 2. Đây. Trừ 1 cộng cho căn bậc 2 của 1 cộng 4m chia 2. Và x2 sẽ bằng trừ 1 trừ cho căn bậc 2 của 1 cộng cho 4m chia 2. Và x3 sẽ bằng căn của 2m. Và x4 sẽ bằng trừ căn của 2m. Vậy với bài toán của hôm nay chúng ta đã xong với bài toán này với dạng phức tạp. Từ phương trình bậc 4 đối với ẩn x, chúng ta sẽ đưa về phương trình bậc 2 đối với ẩn m và tìm ra x và giải phương trình bậc 2 đối với x. Vậy bài toán của chúng ta hôm nay đã xong. Các bạn và các em nhớ like và subscribe cho kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video.